mà lụa vậy sao? Hình như có tấm đến đây em. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Ôi dồi ôi, ngồi xuống. Ẻo kiếp, miếng thịt to thế. Miếng chất lượng ấy. Ôi, cái này là thịt phê đấy hả chị? Ừ. Ôi, lạy chúa tôi, sao chị cũng được cái miếng thịt phê mà nó ngon thế. Ngon như kiểu là bà lo ton. Đúng rồi, chắc có bồ rồi. Xin chào. À, lấy lại xin chào bà lụa lần nữa kìa. Chị cắt miếng thịt to thế. Ăn cho nó đầy mồm. Để đây, lấy kéo cắt ra cho nó đẹp. Có bản mạng đách đâu mà nghe cái gì.